chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video bài tập của mình. Và mình là Thu Trang, sinh viên năm 2 của Đại học EDX. Tiếp tục buổi video ngày hôm nay của bộ môn kiến trúc doanh nghiệp thì mình sẽ review lại những kiến thức mình đã được học trong buổi học ngày hôm nay. Vậy thì tiếp nối với hôm nay thì bọn mình lại được xoay quanh và hiểu hơn một kiến trúc doanh nghiệp, thì trong đấy bọn mình cần phải chú ý thêm, đó là về việc chúng ta xây dựng cái vốn hóa thị trường như thế nào, hoặc nó sẽ liên quan đến nhiều cái trong doanh nghiệp của mình như là vốn điều lệ, tổng tài sản, hay còn gọi là hay còn những cái khác như là vốn hóa thị trường của chính công ty hay doanh nghiệp của mình, thì cũng sẽ đem đến cho mình một cái thể hiện được cái quy mô hoặc cái vị thế của mình trên thị trường. Và đầu tiên thì cũng có thể nhắc đến đó chính là một doanh nghiệp thì cần phải đi sâu vào với giá trị, và cái giá trị ở đây chúng ta cần phải xây dựng như thế nào và nó phải được làm gì và có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống. Như các bạn cũng đã biết thì cái việc xây dựng giá trị là vô cùng quan trọng. Dù cho chúng ta là một con người hay chúng ta là một sự vật hiện tượng khác hay bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, thì mỗi thứ tồn tại đều phải tồn tại một cái giá trị, nó đều phải có ý nghĩa để có thể là có một cái mục đích trong cuộc sống. Giống như khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp thì chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là chúng ta xây dựng doanh nghiệp để làm gì. Giống như một cái doanh nghiệp của mình có thể phục vụ được lợi ích cho con người, có thể giải quyết được những cái vấn đề cho xã hội. Vậy thì bên cạnh có những cái doanh nghiệp như thế thì ngày nay đại đa số lại có khá là nhiều doanh nghiệp tại sao khi vừa xây dựng họ lại có thể bị phá sản hoặc có thể bị lụi bại chỉ trong 1-2 năm, thậm chí là không thể trụ vững quá 3 năm đến 5 năm. Có một cái mà bẫy, họ có thể nói đây là một cái bẫy mà nhiều doanh nghiệp đang mắc phải, đó chính là việc họ xây dựng doanh nghiệp chỉ với mục đích đó là nhằm thu lợi ích. Một doanh nghiệp mà chỉ có nhăm nhăm vào cái việc đó là chúng ta xây dựng lợi ích cho bản thân mình, cái đó là đúng, bởi vì họ xây dựng doanh nghiệp thì họ ít nhất họ cũng phải được giá trị. Thế nhưng họ lại đặt cái lợi ích của họ lên hàng đầu chứ không phải là cái giá trị lâu dài kia. Vậy thì khi mà họ chỉ chú ý và chú trọng vào cái việc đó là đem lại cái lợi ích cho bản thân, cho doanh nghiệp của mình, vậy thì những cái giá trị mà họ đem lại nó sẽ khó mà bền vững và nó không đến từ cái giá trị thật. Đôi khi cái việc mà họ có được cái lợi ích kia chỉ bằng cách đó là họ đi cướp giật, họ đi copy, tức là họ thấy một doanh nghiệp khác họ làm như nào và họ bắt chước theo, và như vậy nó chỉ có thể tồn tại được trong vài năm mà không có thể lâu dài và bền vững được. Vì vậy để mà có thể xây dựng được lên một cái doanh nghiệp thì chúng ta vẫn phải đi từ ban đầu, đó chính là xây dựng cái giá trị thật sự mà nó có thể phục vụ lợi ích cho con người, và cái doanh nghiệp của mình tồn tại vì cái giá trị đấy chứ không phải là business for profit, tức là chỉ có chăm chăm vào cái lợi ích mà không chú ý đến cái giá trị thật sự. Bởi đến chính ngay cả bản thân mỗi con người, nếu như chúng ta tồn tại cho một cái mục đích tốt, một cái mục đích mà vì xã hội hay vì mục đích cống hiến, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên có giá trị và sống có ý nghĩa, có mục đích hơn. Nói gì đến hay một doanh nghiệp muốn thực sự tồn tại lâu dài là nó phải đi cùng với cái giá trị mà gắn liền với con người, chứ không phải là một cái giá trị hay là một cái lợi ích mà chỉ đem lại cho họ chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, thì chắc chắn sẽ bị lụi bại. Thì đấy là về cái phần đầu tiên mà mình được học trong buổi học, mà nó cũng đã kết nối với kiến thức trong buổi học hôm trước liên quan đến giá trị, để chúng ta biết rằng một doanh nghiệp thì phải đi từ cái ban đầu hay xây dựng cái nền tảng, cái gốc rễ thì chính là một cái giá trị thật đem tới phục vụ lợi ích được cho con người, và đặt cái giá trị đấy lên hàng đầu chứ không phải kinh doanh chỉ vì lợi ích. Thì đấy cũng là một trong những cái bẫy của doanh nghiệp mà có rất nhiều doanh nghiệp ra đời và họ cũng đã phải chỉ có thể thất bại và bị phá sản chỉ trong một vài năm, bởi họ không biết cái yếu tố thật sự mà họ cần làm. Cái thứ hai mà mình đề cập tới trong này, tiếp đến sau cái giá trị đấy, là việc chúng ta có thể vận hành được trong công ty của mình. Có một cái khái niệm nằm trong doanh nghiệp nữa, đó chính là cái vốn hóa, hay còn được gọi là cái vốn hóa thị trường. Cái vốn hóa này nó sẽ thể hiện được là cái doanh nghiệp của bạn đang có quy mô và vị thế như thế nào trong thị trường. Và cái vốn hóa này nó còn liên quan tới chứng khoán và cổ phiếu. Cổ phiếu bạn có thể, trước hết thì mình sẽ đưa tới cho các bạn về cái khái niệm đó là cổ phần. Thì cổ phần các bạn có thể hiểu cổ phần có nghĩa là trong một cái công ty thì nó sẽ được khi mà họ có những cái vốn góp, vốn chủ sở hữu, thì những cái vốn đấy sẽ chia được thành các phần bằng nhau và nó sẽ được bán ra ngoài, được gọi đấy thì nó sẽ được ghi nhận, đó là cổ phiếu. Nó chia thành các cổ phần, và khi niêm yết trên sàn chứng khoán thì chúng ta có các cổ phiếu và nó sẽ chia thành các giá trị cổ phiếu bằng nhau. Vậy thì cái vốn hóa kia nó sẽ bằng giá trị của một cổ phiếu nhân với tổng số lượng cổ phiếu phát hành. Như các bạn cũng thấy ở trên thị trường này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều công ty họ nổi tiếng, họ được niêm yết trên sàn chứng khoán, thì chúng ta trước hết đã thấy một công ty đấy rất là đáng tin cậy. Cái thứ hai là nếu mà doanh nghiệp nào cái giá cổ phiếu của họ tăng cao và cũng như là họ phát hành nhiều,
thì đấy là có thể thấy được quy mô của doanh nghiệp đấy đang phát triển như thế nào. Cái đấy nó sẽ được quy đổi dựa trên những cái tổng cái vốn của công ty. Và nếu như chúng ta có sự hiểu biết, tức là chúng ta biết được rằng cái vốn hóa đấy là như nào và nó còn có liên quan đến những khái niệm khác, ví dụ như là vốn điều lệ hay là tổng tài sản. Vốn điều lệ ở đây thì chính là cái vốn ban đầu của công ty khi mà các cổ đông góp vào, hay là cái vốn mà công ty có thể gọi vốn được, thì cái đấy là vốn điều lệ ban đầu. Và từ cái vốn điều lệ đấy thì một doanh nghiệp có thể đi vay, hoặc là cũng có thể, thường là các doanh nghiệp có thể đi vay còn tự gọi thêm vốn, thì có thể tăng được số vốn điều lệ lên. Khi số vốn điều lệ lên thì họ sẽ chia được ra các cổ phần, và cũng như là cái giá trị cổ phiếu sẽ tăng cao và giúp quy mô thị trường cũng có thể tăng lên. Thì đấy là một trong những cái khái niệm mà liên quan tới kiến trúc doanh nghiệp ngày hôm nay thì mình cũng đã tìm hiểu được ở trong môn kế toán doanh nghiệp. Và tuy nhiên thì cái phần này mình lại chưa có hiểu sâu lắm, bởi vì cái vốn hóa thị trường đôi khi nó chỉ, các bạn có thể hiểu đôi khi nó chỉ là một cái bức tranh bên ngoài mà chúng ta thấy được thôi, còn cái sâu thẳm bên trong về cái việc hoạt động của công ty hay là cái vốn đấy từ đâu, họ có thể là đi vay hoặc họ có thể là ở một cái nguồn tiền nào đấy mà ngay chính bản thân chúng ta không biết được, mà chúng ta chỉ thấy một cái bức tranh rất là đẹp bên ngoài, tức là về cái quy mô hay cái vị thế của cái công ty đấy, mà chúng ta không thấy được bản chất thực sự là đôi khi một doanh nghiệp bạn có thể thấy có thể là trên báo đài hay là trên cà phê đăng tin là công ty này có hơn 11.000 tỷ vốn điều lệ, tuy nhiên trong đấy có khi chỉ có thể là 10 tỷ mà cái vốn đấy là do cổ đông hoặc họ đi kêu gọi được, còn số tiền còn vốn còn lại đấy là do đi vay ngân hàng hay là đi vay ở một chỗ khác mình có được. Thì chúng ta lại sẽ dễ bị hiểu nhầm rằng đấy là những cái vốn của công ty mà không phải là đi vay, và từ đấy chúng ta lại có cái nhìn rằng công ty đấy đang phát triển tốt, quy mô tốt và vị thế trên thị trường rất là cao. Thì đơn giản đôi khi những cái đấy nó chỉ là một cái bức tranh bề ngoài để họ có thể tạo ra một cái mục đích cho họ, và cái đấy nó không phải là giá trị thật. Nhưng mà nếu họ biết cách biến những cái bức tranh đẹp đấy trở thành một cái bức tranh hiện thật thì cái đấy là điều tốt. Tuy nhiên thì họ lại dùng những cái cách khác có thể đôi khi là trái pháp luật để có thể đạt được cái mục đích như vậy, thì cái đấy nó sẽ không thể lâu dài được. Và đã có rất nhiều như là công ty hay tập đoàn SLC hay là nhiều công ty khác thì họ cũng đã phải gặp những cái như vậy, là bởi vì họ không đi theo xây dựng cái giá trị thật và đôi khi còn làm những cái điều trái pháp luật nữa. Thì đấy là một trong những cái để chúng ta biết được một doanh nghiệp xây dựng được dựa trên có thể được thể hiện ví dụ qua cái vốn hóa hay là vốn điều lệ. Chúng ta không chỉ nhìn ở bức tranh bên ngoài mà chúng ta cần phải có sự tìm hiểu nếu như chúng ta thực sự muốn hiểu về một doanh nghiệp hay xây dựng của doanh nghiệp của mình chính sau này. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình để chúng ta có thể hiểu hơn về một cái trong doanh nghiệp, đó là chúng ta vẫn phải đó là đặt cái giá trị lên hàng đầu, chứ không phải chúng ta xây dựng một doanh nghiệp ra chỉ với mục đích đó là nhằm thu lợi ích, hay cái việc vốn hóa trên thị trường hay cái vốn điều lệ nó chỉ là cái bức tranh bên ngoài. Nếu như chúng ta muốn thực sự hiểu thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu nó một cách sâu sắc và rõ ràng hơn, tức là tìm hiểu chi tiết hơn để biết rằng nó có thực sự là cái bức tranh như vậy hay không. Thì rất cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video bài tập này của mình, và rất mong chúng ta có thể trao đổi và hiểu sâu hơn về những kiến thức vừa rồi mình đã chia sẻ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video.